Thiện xin mến chào cô chú bác anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện đến thăm nhà của vợ chồng anh Lưu Đồng và chị Thị Tiền. Thì anh chị đây là những người đi làm chung với nhóm thiện nguyện đó. Thì hôm nay Thiện đến thăm gia đình của anh. Thì cũng đây là lần thứ hai Thiện ghé thăm gia đình. Thì lần đầu tiên Thiện ghé để giúp cho gia đình lót được cái nền nhà. Thì tại lúc trước thì cũng chưa có cái nền. Thì hôm nay biết được thì gia đình cũng khó khăn. Mà vợ anh thì cũng dự định là nghỉ làm để đi lên trên Vũng Tàu tìm việc làm. Thì thấy được vợ chồng cũng sắp chia ly, rồi mỗi người một nơi. Thì Thiện thấy mấy anh em, anh chị cũng gắn bó với nhóm thiện nguyện cũng lâu. Thì nay biết được gia đình cũng khó khăn cho nên Thiện đến đây để quay phim, rồi hỏi thăm gia đình cũng như tìm hiểu nguyên nhân về cái khó khăn của gia đình đó để mình tìm cách giúp đỡ. Rồi em chào chị Tiền, chào dạ. anh Lưu Đồng nha. Hôm nay em đến thăm gia đình của anh chị thì cũng biết được cái khó khăn mà gia đình đang gặp phải đó. Thì đến đây em hỗ trợ được phần nào đó để tiếp thêm cái động lực cho anh chị. Chị tên Thị Tiền hả? Dạ. Thì trước giờ biết anh Lưu Đồng mà ít có biết chị, thì mấy hôm nay thì chọn nghe chỗ anh Thương có nói đó, thì thấy chị cũng đi làm với bên anh Thương được mấy bữa rồi, khó khăn rồi cũng tính đi làm ở Vũng Tàu hả chị? Dạ. Chị dự định làm cái gì, nghề gì? Phụ quán rồi đó. Phụ quán ăn hả? Dạ. Chị năm nay được nhiêu tuổi rồi? Em 32 rồi. 32 tuổi. Rồi có người quen gì trên trển không hay là sao? Có chị dâu, đi với chị dâu. Vậy là dự định đi lên trển làm hả chị? Dạ. Rồi bỏ ba cha con ở nhà hả? Dạ. Rồi ở đây bọn mình không có đất làm sao? Mướn người ta được 2 công đó. Không có đất hả? Không. Thì cũng nói thêm là anh Lưu Đồng á, ảnh cũng đi làm bên nhóm vác vật liệu với chú Út. Thì có khi vác được thì có tiền, nhưng mà cái thời gian nghỉ nó nhiều quá. Cho nên thì khi mà ảnh không có đi làm được thường xuyên đó, cái số tiền không có đủ trang trải để lo cho gia đình cũng như lo cho hai đứa nhỏ đi học. Tại vì con chị cũng còn đi học phải không? Còn hai đứa. Rồi nếu mà lên chảnh Vũng Tàu làm thì tháng mình được bao nhiêu? Khoảng bao nhiêu tiền chị? 3 triệu, 4 triệu vậy đó. Mà nhà trọ mình ở mướn đó. Mấy hôm nay làm cũng ít hay lít ha? Tại vì không có chở vật liệu nhiều. Nếu mà có cái gì đó làm ở quê được thì mình ở nhà làm được không chị? Được chứ. Không cần phải đi hả? Dạ. Rồi làm bền này cũng gỡ đỡ. Nếu mà dưới quê làm được tháng có 3 triệu thì chị lo cho mấy đứa nhỏ đi học được không? Được chứ. Được ha. Chứ đi anh chảnh làm 3 triệu, 4 triệu mà chị cho ở, mình phải trả tiền trọ nè, rồi tiền ăn nữa. Chi phí rồi cũng đâu còn nhiêu. Rồi đợt này mướn đất làm có dư gì không chị? Dư được mấy bao thì chưa ăn. Như chị mướn đất người ta vậy là một công bao nhiêu tiền? Công 2 triệu rưỡi. Dạ. Yeah. Rồi nhà này lúc trước đây là gia đình tự làm hay là cha mẹ cho, cắt cho? Cha mẹ cắt cho. Rồi giờ cha mẹ còn không? Mất hết rồi. Để lại ngôi nhà cho anh chị ở hả? Dạ. Hai chồng được hai đứa con hả? Hai đứa con. Nó học lớp mấy hết rồi chị? Học lớp 5, học lớp 3 hả? Lớp 5 với lớp 3. Dạ. Biết chữ hết rồi hả? Biết chữ hết rồi. Dạ. Em cho em hỏi thêm coi, nếu mà ở dưới quê này chắc mình chỉ có thể là mướn đất làm thôi chứ đâu có công việc gì đó hả chị? Dạ. Nếu mà mình có tiền mình mướn đất làm thêm rồi được không? Được. Được ha. Chứ ở đây em thấy chăn nuôi thì cũng khó lắm. Khó lắm. Ta phá không à. Hôm trước á, cô chú anh chị,
hai vợ chồng á, mùa nước nổi nuôi cá mùng luôn mà bị người ta gạch mùng, cái cá trôi đi mất tiêu hết, rồi thành ra lỗ hết một lần nữa. Rồi giờ đây cái ở dưới quê á, cuộc sống nó cũng khó khăn, rồi cũng dự định là chị cũng đi làm thêm để kiếm tiền lo cho mấy đứa nhỏ. Mà thực sự mà nói khi mà chị đi rồi á, nó cũng khó khăn lắm, là chị đi rồi chị để hai đứa nhỏ ở đây cho ảnh, rồi ảnh đi làm với em với anh Thương, rồi bỏ hai đứa nhỏ ở nhà nó nguy hiểm đó. Thì em biết được cái khó khăn của gia đình đó, cho nên ngày hôm nay mới tới đây để quay phim, để tìm hiểu cái khó khăn của gia đình. Vậy là ở quê mình không có việc làm hả chị? Cũng có, để dặm lúa người ta mướn gì làm đó. Nhưng mà cái đó đâu có được thường. Đó thường, tới vụ tới vụ mới mà. mới đi được. À, đây là lúa ăn đấy ha. Dạ. Còn được mấy bao chị này, phơi mấy bao? 4 bao. Bốn bao à, để ăn hả? Dạ. Ủa gì làm ruộng cũng dư được chút đỉnh với lúa ăn á ha. Dạ. Như vậy thì coi như cái phần gạo ăn này mình không lo, chủ yếu lo cuộc sống hàng ngày với hai con đi học. Dạ. Nếu như có một số tiền giúp đỡ cho chị thì chị mướn đất làm thêm được không? Được. Được ha. Rồi như chị là biết phụ hồ, rồi biết buộc sắt thép đồ này kia không? Biết. Vậy ha. Dạ. Mấy hôm nay Thiện thấy chị đi làm nhưng mà mình cũng không có được hỏi, cũng có nghe anh Thương nói lại gia đình khó khăn lắm. Thì chị là tính đi làm ở Vũng Tàu, cho nên ngày hôm nay Thiện đến đây để hỏi thăm, thì biết được gia đình cũng khó khăn. Ở quê thì có 2-3 công đất làm cũng không có đủ sống, rồi chi phí cho con ăn học thì cũng nhiều. Nhưng mà đừng cái không cho con nghỉ học ha. Dạ. Anh chị biết chữ không? À, em biết thì ổng biết. Không biết hả? Dạ. Rồi cho hai đứa nhỏ gắng học, cho hai đứa nhỏ học nha chị. Dạ. Để cho nó biết chữ, rồi nó biết cái này kia sau này đi làm cũng đỡ. Dạ. Thì như vậy đi, em thì em có ý này. Nếu mà giúp đỡ cho chị đó, để chị ở nhà, vừa được ở nhà vừa có công việc làm luôn á. Dạ. Thì sau này chị cũng đi làm với nhóm xây cầu của anh Thương đó. Thì anh có thuê, có mướn mình lúc mà đi buộc sắt nè, đi làm những cái gì phụ lặt vặt được đó. Dạ. Để mình kiếm thêm được chút đỉnh, được đồng nào đỡ đồng đó. Bên cạnh đó thì chị còn được ở nhà, rồi anh Lít thì anh Đông lưu động thì ảnh cũng có thể cũng đi làm, hai vợ chồng đi làm chung. Rồi như vậy thì mình đâu có bỏ nhà, bỏ mấy đứa nhỏ đâu. Vậy lo cho nó học tốt hơn đó, thì sau này có thể là anh chị đi phụ hồ rồi thêm đó, cho mấy anh em biết làm thợ đó, thì hai vợ chồng đi phụ hồ. Rồi bên cạnh đó thì đi làm cầu làm đồ. Thì em cũng gán tiếp cho anh chị được cái phần đó. Chứ lại hôm nay thì đến đây cũng chia sẻ một phần một cái quỹ của các cô chú anh chị gửi cho Thiện đó. Thì Thiện thấy cái trường hợp rất là cần để giúp đỡ sớm, để cho anh chị có cái tiền mà xây sở mướn đất làm thêm. Thì bên cạnh đi làm thêm đó, mình mướn đất làm thêm á chị, để có được dư ra chút đỉnh lúa đó mình để ăn. Dạ. Rồi có dư nữa để nuôi thêm con gà con vịt vậy đó. Dạ. Ha, rồi vừa đi làm thêm vừa làm mướn đất làm như vậy đi thì mình có thể ở quê làm được. Dạ. Thì hôm nay em cũng trích cái nguồn quỹ của chị anh và những người bạn ở bên Mỹ đó có gửi cho Thiện 200 đô. Thì Thiện xin được trích ra 1,5 triệu để gửi tới gia đình, và cái phần còn lại để giúp những gia đình khác. Còn riêng phần của chú Thành, cô Hoài Thương, cô Đông, cô Hoành còn gửi cho Thiện là 300 đô, thì Thiện cũng giúp được cho 2 hộ gia đình là 1 triệu. Thì hôm nay trích thêm 2,5 triệu nữa để giúp cho gia đình của anh chị có thể mướn đất làm thêm. Đó, thì hôm nay gửi tới số tiền cho anh chị là 4 triệu ha. Dạ. Thì cũng một phần giúp cho gia đình mướn đất làm thêm.
Rồi mình mướn đất thì mỗi một công như vậy là bao nhiêu tiền chị? 2,5 triệu Như vậy là tới 5 triệu mới đủ hai công ha. Dạ. Nhưng mà khả năng thì mình cũng chia sẻ với nhiều người đó chị. Dạ. Ngày hôm nay gửi tới chị số tiền là 4 triệu trước nha. Dạ. Rồi khi nào mà được giúp đỡ thêm đó thì em hỗ trợ thêm cho gia đình. Dạ. Để mình có cái tiền mà để làm thêm, mướn đất làm thêm. Rồi đi làm bên nhóm thiện nguyện thêm để có thu nhập hàng ngày để lo cho con ha. Con của chị, hai đứa đi học có xe đạp không? Hôm trước hình như em cho một chiếc rồi phải không? Ừ, con một chiếc rồi. Nhưng mà còn đứa thì chưa có hả? Dạ. Rồi như vậy lỡ nó học chéo buổi rồi làm sao? Đưa đi. Đưa đi hả? Rồi như anh đi làm thì sao đưa đi được? Hai đứa con biết đạp xe hết chân chưa? Dạ biết rồi. Biết hết luôn hả? À, nhưng mà mới được có một chiếc rồi hả? Dạ. Trên video ngày hôm nay thì cũng rất là mong các cô chú anh chị có giúp được thêm cho con của anh Đồng với chị Tiền á, để có thêm được chiếc xe đạp cho con đi học nữa thì cũng mừng. Để không ấy thì một đứa đi học nó đạp được, còn đứa kia thì phải bắt đưa, nhiều khi nó không có trùng buổi với nhau á. Con tên gì? Con tên Lưu Trung. Lưu Trung hả? Dạ. Rồi con? Dạ, còn con Lưu Hiếu. Lưu Hiếu hả? Rồi con học lớp mấy? Con à? Lớp 3. Con? Nó học 5. Rồi hai anh em, hai đứa mà đi có một chiếc xe đạp hả? Dạ. Rồi có khi chéo buổi thì làm sao? Cha đưa hay là con đi bộ? Dạ cha đưa. Tụi con có biết chữ hết trơn chưa? Biết rồi. Biết rồi hả? Mấy hôm nay đi qua làm bên cầu quen hơn chưa anh Đồng? Quen rồi. Quen rồi ha. Nếu mà tiếp tục cái công việc này anh làm được phải không? Được mà. Được. Xây đi gạch rồi này kia được không? Được. Để em hỏi vậy đó, mình biết đường đặng giúp đỡ cho anh chị. Nói chung cái gì thì mình phải làm mới được. Có cái nghề hoặc là mình phải biết cái công chuyện, hoặc là công chuyện người ta chỉ mình biết làm á, thì mình mới kiếm tiền được. Chứ mình cũng không thể nào là giúp tiền hoài được. Nhưng mà cái ban đầu á, thì phải hỗ trợ cho anh chị nó có cái số tiền để mình xây sở, mướn đất rồi làm thêm. Và bên cạnh đó thì đi tiếp tục đi làm những cái công việc đó. Thì em cũng mong là sau này anh chị cũng có cuộc sống tốt hơn mà mình không có phải đi làm xa nhà đó chị. Dạ. Thí dụ như lỡ mình đi vậy rồi, chị có nghĩ là ở nhà này nó sẽ có nhiều cái nó xảy đến không chị? Chứ đi làm có đâu yên gì đó. Nó thật sự mà em nghe nói em cũng lo. Lo là biết sao không? Hai đứa nhỏ nó nhỏ quá, rồi không có ai trông ai giữ đó, rồi rất là nguy hiểm. Rồi thêm ảnh em cũng không có bỏ hai đứa con mà đi làm được nữa, thành ra gối. Chẳng thà đi thì đi hết, còn ở hết nó gì nó dễ. Thiền cũng chân thành cảm ơn đến các cô chú bác anh chị đã giúp đỡ cho Thiền. Thiền trích cái số tiền đó để giúp đỡ cho hai vợ chồng. Thì thật sự anh chị ở đây rất là hiền, mà cũng đi làm với Thiền cũng lâu rồi. Từ 2019 hả anh Đồng? 2019 tới giờ thì cũng gần 4 năm. Anh cũng gắn bó với mình cũng rất là lâu rồi. Thì ngày hôm nay nếu mà không giúp đỡ ảnh thì thấy gia đình mà chia ly như vậy, mình thấy thật sự rất là đáng tiếc. Thì em cũng mong là số tiền này anh chị có thể làm ra được những cái đồng lời ha chị. Yeah. Rồi lấy tiền mình lo cho gia đình ha. Yeah. Yeah. Được ha. Yeah. Video của Thiện hôm nay chia sẻ hoàn cảnh của chị Tiền với lại anh Đồng. Thì cũng rất mong được các cô chú anh chị hỗ trợ thêm nữa để anh có được số tiền thêm để anh mướn được nhiều đất làm. Chứ bây giờ thì số tiền 4 triệu thì cũng chưa đủ được mướn được hai công đất nữa.
Thì nhưng mà được bao nhiêu thì mình mừng bao nhiêu. Dạ. Yeah. Rồi từ từ mình tìm cách mình giúp thêm. Rồi em cũng xin phép gia đình em về nha. Dạ. Yeah. Yeah. Cái khu vực nhà của anh Đồng với chị Tiền á, thì nó cũng gần cái con kinh Sáu Thước. Thì đó thì làm cái cầu Sáu Thước đó, thì cũng có làm luôn cái đường dẫn vô nhà anh. Đây là nhà của anh Đồng với chị Tiền. Trước đây được cha mẹ còn sống làm, rồi thiện giúp được cho cái nền. Cũng khó khăn nhưng mà hai anh chị cũng cố gắng đi làm với nhóm thiện nguyện 2019 tới giờ. Còn ở chỗ này là đó là nuôi cái mùng cá đây cô chú anh chị. Rồi cái bị người ta gọc lấy, không phải lấy cá mà cho cá nó chạy đi ra ngoài. Thì hôm nay thấy ảnh khó khăn gì đó thì thiện đến đây giúp ảnh phần, để cho ảnh tiếp tục có thể đi làm thiện nguyện được nữa. Tại vì mình giúp người khó khăn cũng nhiều, nhưng mà nay mấy anh em mà đi làm chung cũng gặp khó khăn thì mình giúp thêm. Này, chiếc xe của ảnh đi làm hàng ngày nè. Ở nhà chị có nước sạch đồ sử dụng hết chưa chị? Xài cái nước á. Có à? Rồi. Nhà vệ sinh đồ có không? Không. Không có. Rồi đi đâu? Hầm cầu. Đi hầm cái vỗ hả? Dạ. Rồi đó nuôi cá lóc hay là cá chê? Bị người ta gọc á. Cá chê. Cá chê đi hết luôn hả? Dạ. Là không còn con nào không sao? Còn 2-3 con. À, lỗ luôn. Lỗ. Ở đây thì làm nó cũng khó hả chị ha? Dạ. Ở đây thí dụ như anh chị đi làm mà để cái mùng cá ở nhà là coi như là không xong rồi. Dạ. Còn nếu mà để cái mùng cá mà ôm mùng cá này cũng không đi làm được nữa. Dạ. Thì cho nên em chỉ thấy chị là mướn đất làm thì nó dễ, đất thì không ai bứng đi đâu được hết. Dạ. Với lại mình đi làm hàng ngày thì nó đỡ. Gắng làm sao cho hai đứa nhỏ nó đi học thì nó mới có tương lai được. Ừ. Lúa này giống gì? Giống dài hả? Đài thơm. Đài thơm hả? Thôi em về luôn nha chị. Dạ. Yeah.